Cả nhà ơi, bây giờ thì xà lan ngon đã giao hàng xong rồi. Đây là những cái bao hàng cuối cùng. Đây là những cái bao phân bón cuối cùng của hầm hàng luôn. Ở dưới hầm hàng thì người ta quét phân sạch sẽ hết trơn luôn rồi. Mình làm hàng xong thì một chút nữa mấy anh mấy chú sẽ kéo hết mấy cái băng tải xuống. Ở dưới đây còn cái băng tải nữa nè. Trên đây còn cái băng tải nữa. Chuyến hàng này giao hàng may mắn lắm cả nhà ơi, mình dư được 5 bao phân. Ngày hôm nay là ngày thứ 5 xà lan của Ngân giao hàng. Ngày hôm qua thì giao lại còn cù 30 mấy tấn, thì sáng hôm nay Ngân làm chỉ có buổi sáng thôi cả nhà ơi, xong rồi. Bên ghe thì người ta lấy có một ít thôi. Người ta nhận xong xà lan Ngân thì chút xíu nữa sẽ có chiếc xà lan khác vào cặp chiếc ghe này, người ta sẽ nhận hàng tiếp. Cả nhà ơi, cái chiếc ghe này thì sớm giờ người ta lấy cái hầm mũi á. Bây giờ hai cái cánh chân vịt của ghe nó nổi lên trên luôn rồi nè. Tại vì nó nhẵn cái lái á. Đó, nó nổi được hai cánh. Bây giờ thì Ngân đã giao hàng xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ mở dây cho người ta rút băng tải đi, rồi Ngân sẽ mở dây và Ngân sẽ dê ra phía bên ngoài. Ngân cặp phía bên ngoài chiếc xà lan khẩm á, ở ngoài còn chiếc khẩm đậu nữa. Giao xong hết rồi, dư 5 bao, mừng lắm luôn. Đây Ngân đang ở thì sao với mấy mẹ con su su nè. Trời ơi, con nó cắn ống quần Ngân này cô chú ơi. Bây giờ mấy con này ha, nó phá như vật vậy đó. Đó, sáng ngày Ngân đem ra ngoài bon, Ngân thả ngoài đây nè, chứ để ở trong nhà chịu không nổi luôn. Rồi lau dọn cái ổ nó xong rồi hồi mới bắt nó vô. Đây là cái thau cháo của mấy bé cuốn nè, sáng đó, Ngân nấu cháo cho nó ăn sớm, cháo xúc xích. Mình mẩy tới vô hèm rồi, đeo thôi đi. Chạy theo. Giờ mà thấy ai đi qua là chạy theo à, mừng lắm. Đây nè. Đó, cô chú ơi, kêu là chạy hết trơn. Cưng lắm. Cả nhà ơi, bây giờ thì chiếc ghe tạp cái lái ra. Bị hỏng ở trên mặt nước rồi, nó không bắt nước. Khi nào mình vô số á thì chân vịt nó sẽ quay nha. Xà lan Ngân bây giờ cũng đã đề máy luôn rồi. Chiếc của Ngân sẽ cặp phía bên phải cái xà lan khẩm này nè. Nãy Ngân đậu chính giữa chiếc xà lan với chiếc ghe, bây giờ mình ve ra đây mình đậu luôn.
tại vì cái băng tải còn để dưới trong hầm hàng xà lan Ngân á, bởi vậy phải cặp lại với chiếc này. Cả nhà ơi, bây giờ thì mình đang kéo cái băng tải về bên chiếc xà lan khổng này để làm hàng. Ba cái băng tải nằm với xà lan Ngân hết luôn. Ở đây thì mình làm đa phần là làm bằng thủ công không à, không có máy móc gì hết á, kéo thủ công không à. Mấy chú đứng ở trên nắp hầm và mấy chú đứng ở dưới, một người nâng lên rồi một người kéo. Ở phía bên nắp hầm bên kia thì người ta lót một cái cây cho nó không chảy nước sơn của xà lan. Được một cái băng tải đầu tiên ở bên xà lan Ngân, bây giờ bển tới ba cái băng tải nữa. Ở phía trong hầm hàng còn một cái băng tải nữa, và ở đằng ngay chỗ cái đường giữa của hai hầm hàng thì mình còn một cái băng tải trong đó nữa. Mấy cái băng tải này nó nặng dữ lắm luôn á. Thấy mấy chú này kéo thấy tội lắm luôn á nha. Ông kéo mà ông nhăn mặt luôn nè. Làm mấy cái này làm toàn là làm thủ công luôn nè. Kéo nặng nề lắm. Mười người kéo cả nhà ơi, mười người nâng cái băng tải lên. Quá trời, cái băng tải này kéo mười người nó nặng dữ lắm.
cái xà lan nó dơ kinh khủng khiếp. Mình nhận hàng bữa 29 đây, 30 tay mình đầy đó. 31 nữa. 8 ngày. Chuyến này đi 28 29 ngày đó. Và một chuyến hàng này con đi 29 ngày. 29 ngày mà tính ra ngày lưu, còn được có 3 ngày lưu rồi cả nhà ơi. Giao xong một chuyến hàng á khỏe rồi đó. Mà lần đầu tiên mà con chở của chuyến hàng không bón hàng bao này á, mà cái tiền băng tải mà xà lan mình cũng phải trả nữa đó. Lần đầu tiên. Giao hàng xong á thì ngân dư được 5 bao. Mất á thì xà lan mình đền, còn dư không có được hưởng gì hết trơn. Cả nhà ơi, nay cái màn hình này mình chỉ bật có một cái camera mũi thôi nè, mình quan sát được cái lái luôn. Lúc nãy ông xã ngân rời bến á. Bật cái camera này lên là mình quan sát được cái lái xà lan ở phía sau luôn. Có vô lãi muốn vô bờ chạy vô. Có bụng không mập? Thôi thôi. Sáng giờ không ăn gì chưa? Bây giờ chiếc của Ngân sẽ chuẩn bị thả neo. Thả neo đây mình đậu rồi mình sẽ rửa xà lan luôn. Mùa này á, bây giờ thì là mùa nước đổ rồi cả nhà ơi. Bây giờ xà lan của mình nó chảy có một chiều à. Nước bây giờ rất là đục luôn á, tại vì trời mưa á. Nước nó đục ngầu à.